Trong kỷ nguyên Internet ngày nay, khi nhu cầu kết nối mạng ngày càng mở rộng, giao thức IPv6 đã trở thành giải pháp tất yếu thay thế cho IPv4 nhằm giải quyết vấn đề cạn kiệt địa chỉ IP. Cùng với đó, DHCPv6 ra đời để giúp quản lý và cấp phát địa chỉ IPv6 một cách tự động, hiệu quả. Vậy DHCPv6 là gì? Nó hoạt động như thế nào và có gì khác so với DHCP trong IPv4? Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về DHCPv6 và các ứng dụng của DHCPv6 trong thực tế nhé. DHCPv6 viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 là giao thức dùng để cung cấp địa chỉ IPv6 và các thông tin cấu hình mạng khác cho các thiết bị trong một mạng IPv6, tương tự như DHCP trong IPv4. DHCPv6 giúp quản lý địa chỉ một cách linh hoạt và tự động. Khác với DHCPv4, DHCPv6 hoạt động trên cơ chế multicast và unicast, không cần sử dụng NAT, giúp tối ưu hóa việc quản lý địa chỉ trong hệ thống mạng hiện đại. Khi một thiết bị kết nối vào mạng, nó có thể yêu cầu thông tin cấu hình từ một máy chủ DHCPv6. Máy chủ sau đó cung cấp các thông tin này một cách tự động, giúp giảm bớt công việc cấu hình thủ công cho người quản trị mạng. Giao thức DHCPv6 hỗ trợ hai chế độ: Stateful DHCPv6, máy chủ DHCP quản lý hoàn toàn địa chỉ IPv6 của client, bao gồm tất cả thông tin như IPv6, DNSv6, domain name, NTP, v.v. Và Stateless DHCPv6, nơi máy chủ chỉ cung cấp thông tin bổ sung như DNS và domain. Stateless DHCP sẽ được ứng dụng trong một số trường hợp cụ thể. Với khả năng mở rộng cao, DHCPv6 là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp và ISP triển khai mạng IPv6 hiệu quả, đảm bảo kết nối ổn định và bảo mật. Chức năng của DHCP cho IPv4 và DHCPv6 thì tương tự nhau, đều sử dụng để cấp địa chỉ IP cho client khi kết nối vào mạng. Hai giao thức này cũng hoạt động riêng biệt trong các hạ tầng mạng khác nhau, hoặc có thể sử dụng kết hợp trong quá trình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6. DHCPv4 thì sẽ cấp địa chỉ IPv4 32 bit, còn DHCPv6 sẽ cấp IPv6 với độ dài 128 bit. Với IPv4 thì chúng ta sẽ có hai kiểu cấp IP cho client là cấu hình IP tĩnh trên từng máy hoặc cấp IP động qua DHCP. Dự trữ là chúng ta sẽ exclude một số IP ra khỏi DHCP pool để đặt tĩnh. Còn với IPv6 thì chúng ta sẽ cấp IPv6 cho client bằng một số cơ chế của DHCPv6 hoặc có thể kết hợp. Trong DHCPv4 thì chúng ta sẽ có 4 gói tin là Discover, Offer, Request và ACK. Thì sang IPv6 chúng ta cũng có 4 gói tin là Solicit, Advertise, Request, Reply. Về tác dụng thì cũng tương tự nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết trong các slide tiếp theo. Một điểm khác biệt nữa là DHCPv6 sẽ chỉ sử dụng các gói Multicast và Unicast chứ không sử dụng Broadcast như DHCPv4. Trong IPv6 thì Default Gateway sẽ không được cấp thông qua DHCP. Các bạn sẽ không cần phải cấu hình tham số này, mà mạng IPv6 sẽ sử dụng các gói tin RA để cung cấp gateway cho client. Phần NAT thì nó liên quan đến nội dung so sánh IPv4 và IPv6 hơn. Số lượng IPv6 rất nhiều nên chúng ta sẽ không cần phải sử dụng NAT. Tất cả client sẽ sử dụng IPv6 Global. Chỉ một số trường hợp sử dụng Unique Local thì chúng ta mới sử dụng NAT. Hiện nay có 5 cách để gán địa chỉ IPv6 cho host. Manual thì chúng ta sẽ gán IPv6 thủ công cho host giống như IPv4. Chúng ta sẽ sử dụng cách này trong các mô hình nhỏ hoặc các thiết bị cần IPv6 tĩnh như server, storage, máy in, v.v. Với cách cấp động thì chúng ta sẽ sử dụng Stateful DHCPv6 hoặc Slack kết hợp với Stateless DHCPv6. Vì nếu chỉ có Slack hoạt động độc lập thì client sẽ không có thông tin DNSv6 server để phân giải tên miền, nên nếu chỉ dùng Slack thì chúng ta sẽ phải cấu hình DNS thủ công. Trước khi tìm hiểu về hai loại DHCPv6 thì chúng ta sẽ cần phải hiểu về các flag, hay chúng ta cũng gọi là các cờ trong gói tin RA. Các cờ này sẽ quyết định xem client sẽ sử dụng cách nào để có được IPv6. Chúng ta sẽ có 4 loại. A flag sẽ có hai giá trị, nếu A bằng 1 thì client có thể sử dụng Slack để tạo IPv6 tự động, còn A bằng 0 thì client sẽ không được sử dụng Slack. M flag cũng có hai giá trị, nếu M bằng 1 thì client bắt buộc phải sử dụng Stateful DHCPv6 server để nhận thông tin về IPv6. M bằng 0 thì client sẽ không yêu cầu địa chỉ IPv6 từ DHCPv6. O flag là tùy chọn bổ sung.
Khi O bằng 1 thì client có thể nhận thêm thông tin như là DNS, NTP, domain name từ stateless DHCPv6. Còn O bằng 0 thì client sẽ không sử dụng DHCPv6 server để lấy thêm thông tin. PRF flag được sử dụng trong trường hợp trong mạng có nhiều DHCPv6 server. Khi đó router nào có PRF cao nhất thì client sẽ sử dụng. Thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng kết hợp M và O flag thôi. RPF thì chỉ sử dụng khi có nhiều DHCPv6 server, còn A flag các bạn sẽ sử dụng trong trường hợp không muốn client sử dụng flag. Chúng ta sẽ có 4 kiểu kết hợp giữa M và O flag, tuy nhiên thì thông thường chúng ta chỉ sử dụng 2 kiểu. Với trường hợp M bằng 0 và O bằng 1 là trường hợp kết hợp giữa flag và stateless DHCPv6, khi đó client sẽ tự động tạo IPv6 theo thông tin subnet nhận được từ gói tin RA bằng EOI64 hoặc Randomized Interface ID và nhận DNS, NTP thông qua stateless DHCPv6. Với trường hợp M bằng 1 và O bằng 1 thì client sẽ nhận toàn bộ thông tin từ stateful DHCPv6. Còn hai trường hợp còn lại thì client đều không có thông tin về DNS nên chúng ta sẽ cần phải cấu hình các thông tin khác thủ công nên sẽ ít được sử dụng trong thực tế. Các flag này các bạn sẽ cần phải cấu hình trên DHCPv6 server. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết cách hoạt động của từng loại DHCPv6 server. Trước tiên chúng ta sẽ cùng xem stateful DHCPv6 cấp IPv6 cho client thế nào. Khi thiết bị sử dụng IPv6 kết nối vào mạng, nó sẽ gửi gói tin RF, tức là Router Solicitation, tới địa chỉ FF02.2.2. Đây là địa chỉ Multicast V6 của mọi router đang sử dụng IPv6 để khám phá các bộ định tuyến. Router khi nhận được RF sẽ gửi lại gói RA, tức là Router Advertisement, với các cờ để client biết cách lấy địa chỉ IPv6. Trường hợp sử dụng Stateful Auto Configure thì M bằng 1 và O bằng 1 và A bằng 0 để thông báo Slack không được cho phép và nó phải sử dụng Stateful DHCPv6. DHCPv6 sẽ không cấp phát địa chỉ Default Gateway mà client sẽ sử dụng IP có trong gói tin RA để làm gateway. Client có thể nhận được nhiều RA từ các router khác nhau, tuy nhiên nó chỉ chọn router có PRF flag cao nhất để làm Default Gateway. Quá trình này vẫn là router discovery nên lúc này client mới chỉ có thông tin về IP gateway. Client sau khi nhận được RA thì sẽ gửi DHCPv6 solicit dưới dạng multicast đến nhóm đa hướng ODHCPv6 server FF02.2.1.2.2 để cho các server biết rằng nó đang tìm kiếm một DHCPv6 server để lấy thông tin IPv6. Server sẽ trả về DHCPv6 Advertise theo dạng Unicast tới client, cho biết rằng nó có sẵn dịch vụ DHCPv6 server. Tiếp theo, client gửi gói request tới server để yêu cầu thông tin về IPv6. Server phản hồi lại bằng DHCPv6 reply với thông tin có IPv6, DNSv6, NTP, tất cả các thông tin mà chúng ta cấu hình trên DHCPv6 server. Cuối cùng thì vẫn còn một bước nữa không có trong DHCPv6. Client sau khi nhận được toàn bộ thông tin về IPv6 từ server thì nó sẽ thực hiện quá trình DAD, tức là Duplicate Address Detection, để đảm bảo IP là duy nhất. Nếu không có trùng lặp IP thì client sẽ sử dụng IPv6 này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem cách hoạt động của Slack kết hợp với Stateless DHCPv6. Đầu tiên thì vẫn là quá trình router discovery, client vẫn gửi gói tin RF tới địa chỉ multicast của tất cả router. Router khi nhận được RF sẽ trả về gói tin RA, tuy nhiên lúc này flag trong gói tin RA sẽ khác. Ta sẽ có A bằng 1 để cho phép client tạo IPv6 bằng flag, M bằng 0 để client biết mình sẽ không dùng DHCPv6 để lấy địa chỉ, O bằng 1 để client biết có thể lấy thêm thông tin bổ sung như là DNS, domain name, NTP, v.v. từ DHCPv6. Ngoài ra thì client vẫn lấy IPv6 từ RA để làm default gateway và sử dụng IPv6 prefix để tự tạo địa chỉ bằng EOI64 hoặc Randomized Interface ID. Quá trình DAD để kiểm tra trùng lặp IPv6 cũng được thực hiện sau khi tạo xong IPv6. Vì OFLAT bằng 1, thiết bị biết rằng nó cần lấy thêm thông tin từ DHCPv6. Thiết bị gửi DHCPv6 Information Request để yêu cầu thêm các thông tin khác như là DNS, NTP, v.v.
Stealth DHCP V6 server phản hồi với các thông tin mà nó được cấu hình. Cuối cùng, client hoàn tất cấu hình IPv6 của nó với gateway lấy từ gói tin RA, IPv6 tạo qua SLAP, các thông tin bổ sung như DNS lấy từ Stateless DHCP V6 server. Như vậy là hoàn tất các quá trình để một client có đầy đủ thông tin để truy cập vào mạng IPv6. Mặc dù có một số khác biệt về cách hoạt động và yêu cầu cấu hình, nhưng DHCP V6 giúp tối ưu hóa việc quản lý mạng, đặc biệt trong môi trường doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ. Trong tương lai, khi IPv6 ngày càng phổ biến, việc nắm vững DHCP V6 sẽ giúp các bạn vận hành hệ thống hiệu quả và sẵn sàng cho sự chuyển đổi toàn diện từ IPv4 sang IPv6. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.